Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì sau khi mà San lên ở trên này để phát quà cho các em nhỏ ở tại bản Mông 1, quà Noel đấy các bác, thì tiện thể San sẽ vào thăm gia đình của em Sinh một chút. Cũng đứng như dự đoán là mình sợ lát nữa trời mưa. Bây giờ mình đang mưa phùn rồi các bác ạ. San thấy là đang mưa phùn. Tuy nhiên thì những cái con đường này cũng chưa ướt, chưa trơn á. Nên là tranh thủ mình San xuống dưới này thăm gia đình của em Sinh một chút. Gia đình em thì hoàn cảnh vô cùng là khó khăn, đặc biệt nhất ở tại cái bản này. Nên là mong muốn là đưa các bác đi thăm gia đình rồi xem là giúp đỡ được cái gì không. Và đặc biệt là cũng rất là mong muốn các bác đồng hành để là cái cầu nối để giúp gia đình em Sinh cải thiện cái cuộc sống, cũng như là làm một cái căn nhà ở đàng hoàng hơn một chút. Đây này các bác này, thì căn nhà của gia đình em Sinh đây. Vừa nãy mọi người nói là em không đi ở trên nhà thờ các bác, không đi chơi ở trên này. Trời vẫn đang mưa lắc đắc đây, mưa. Không biết em có ở nhà không. Sinh ơi, cháu đang ở nhà. Mẹ đâu? Mẹ đi lên trên nhà thờ á? Dạ. Thế sao con không đi? Con với em trai ở nhà. Đâu? Con không đi à? Không đi trên kia à con? Ở nhà có điện không con? Có. Chú bật điện một tí xem này. Xem nhà một tí. Ở đây sáng rồi đấy các bác. Với căn nhà lúc trời mưa như này nghe thấy á. Ở bên trên nước mưa xuống cái bạn bên trên ấy. Thế là con về từ hôm qua. Hôm qua về nhưng mà sao lại không đi ở trên này chơi với mọi người? Tại vì hôm qua với thế này thôi. Nhưng mà con chú hỏi mọi người nói là gia đình con không có tiền nộp á. Thế là mình phải nộp tiền, nộp bao nhiêu tiền ở trên đấy? Em không biết. Con không biết đấy? Dạ. Em không biết nhưng mà mẹ bảo là không có tiền thì không đi. Mẹ bảo không có tiền là không được đi à? Vâng. À đây, con đừng kẹp cái này cho chú. Kẹp vào cái áo này. Nói chuyện. Thế là tuần trước là con đi họp, sau đó là tuần đến hôm nay mới về. Vâng. À. Trời mưa có bị rộn không con? Không. Nhưng mà chú thấy là đây có thủng một cái lỗ bên trên này này. Vâng. Cái này chắc là do cái gì nhỉ? Cái lửa ấy, đốt chúng. Bên này gia đình bên này họ có đi không? Không. Hình như gia đình bên này họ có đi chơi các bác ạ. Và bên ngoài trời đang mưa nữa. Gia đình của cháu Sinh cô. Vâng. Cô không ở trên kia chơi à? Thế mẹ vừa đi đâu chứ con? Đi làm chứ? Em cũng không biết đâu. Mẹ nó Wanna. Wanna là gì? Mẹ bảo là đi bắt chuột. Đi bắt chuột á? Có được không? Có bắt được chuột không cô? À đây. Đây con chuột. Hai con à? Ừ. Ba con, ủi to đi. Đây này các bác này. Những con chuột ở hòn đá. Con ăn thịt chuột này bao giờ chưa? Có. Có à? Ở nhà vẫn không có gì ăn mà ăn thịt chuột thôi đúng không? Vâng. Con sao không mặc áo ấm vào? Lạch. Áo ấm vào nhá. Thật sự mà cái ngôi nhà như này các bác ạ, rất lạnh, giúp gió luồn qua những cái khe
ở ngoài này á không kín nên là cực kỳ là lạnh luôn, đặc biệt là bên trên lợn bằng mạn thì lúc mà có gió to nó thì rất sợ. Nhưng mà bên trên này là mọi người nộp bao nhiêu tiền, hỏi xem mẹ xem nào. Nhà bên này nhà nộp ấy nhà mua như cú chảy mua bị chảy này, cái nó cũng thay nhà cũng thay ở các cái mẹ ấy là được tám tám còn thì cứ được khăn cả ta lúc mà ấy là bao nhiêu cả? Mẹ bảo là 50. 50.000 một người á? Một người đúng không? Một người 50.000. Cái đấy là một người 50.000. Vâng. Để mình cùng chung ăn uống ở đấy đúng không? Vâng. Đấy, con này thì đi học về làm sao mà có tiền, nếu mà mẹ không nộp thì chắc chắn là không có đâu. Mùa này rất lạnh luôn các bác ạ, bởi vì là gia đình của cháu Sinh á, mấy mẹ con sống trong căn nhà túp lều tranh như thế này thì hôm nay đến đây cũng chia sẻ với các bác là ngày Noel, ngày Giáng sinh nhưng mà các cháu ấy vẫn chỉ có ở nhà thôi, không được đi chơi hay là đi ở đâu cả. Rất là mong muốn là các bác sẽ đồng hành để giúp mấy mẹ con làm lại cái ngôi nhà. Thế bây giờ là gia đình con á, thì hộ khẩu chắc riêng rồi chứ? Chưa cắt khẩu á? Vâng. Thế mình ở bản này thì không phải hộ khẩu mình ở đây à? Không à? Hộ khẩu ở kia. Ô, hộ khẩu ở chỗ bố á? Vâng. Chưa mang về. Chưa mang về? Vâng. Thế như nào nhỉ? Thế là mình chưa nhập vào cái bản này á, coi như? Không biết, tớ cũng không biết. Không biết đâu. Ừ. Nghĩa là con chưa nghe mẹ nói đúng không? Vâng. Ừ. Con biết mổ mấy con này không? Có. Có á? Thế thường ngày mẹ mang về là mình cũng mổ à? Mẹ mổ và em mổ. Ừ. Đấy, rất là khổ. Học xong lớp 9 là mẹ bảo nghỉ đây. Hôm nay lớp 7 rồi. Sắp tới là lớp 8, lớp 9 nữa. Xong là nghỉ các bác ạ. Cát không? Nè. Ê lớp tiền nhà ê. Lớp tiền nhà ê. Có bể tao cá có cho nhà hộ khẩu được cho nó nè. Mẹ bảo là chi. Lúc nào đi cát đúng không? Mẹ bảo thì à. Nhưng mà bây giờ bố của các con ấy thì có bao giờ về thăm các con không? Không. Không, không hỏi thăm gì luôn. Vâng. Thế bố có vợ mới chưa? Có. Có vợ mới rồi? Vâng. Lại sinh các em rồi à? Chắc là có hai con rồi ấy. À, vợ có, nghĩa là bố có vợ mới rồi, có hai con rồi. À, có, thế thì chắc có một con trai như lớn lớn bằng em trai á? Vâng, mà có một con gái lớn bằng em. Ôi dồi, thế thì chắc chắn là bố không có thương các cháu rồi. Đấy, chị không đi chơi à? Đi thì không ăn được. Dạ? Không ăn được thịt gà thịt lợn. Không ăn được thịt gà thịt lợn. Vậy chị để nó bị phủ to hơn nhá. Ui dồi, sự nhìn như thế nào? Nghĩa là cổ bị phình to á? Thì để nó to hết cả người á. Vâng. Cứ để em to hết thì một tay bọn được à. Hàng ngày về có đi giúp mẹ kiếm củi không con? Có. Có à? Cái chỗ để củi nhưng mà mẹ tự làm hết, các bác thấy chưa? Bản thai của người phụ nữ khi mà cũng thiếu thốn đi người đàn ông ấy thì chắc chắn là mọi cái có thể vẫn tự làm được nhưng mà sẽ khá là khó khăn để mà khắc phục. Bây giờ mẹ của cháu Sinh ấy phải nuôi Sinh với lại em trai đi học nữa. Đây là ngày đợt trước Sinh có nói với các bác rằng là Sinh sẽ học xong lớp 9, cố gắng học xong lớp 9 thôi là phụ mẹ.
ở nhà, ở dưới trường chắc không lạnh mấy đâu đúng không con? Vâng. Bây giờ nấu ăn chưa? Chưa. Thế đốt đốt lửa đi. Bây giờ mới nấu thôi. Thế bây giờ đốt lửa về mổ mấy con chuột này á? Vâng. Mẹ bấy bằng cái gì đấy? Bấy bằng cái kẹp à? Vâng. À, rồi. Con có đủ quần áo mặc không? Hả? Đâu? Sao không mặc áo ấm vào? Mặc áo ấm vào cho đỡ lạnh. Nó bảo là không lạnh. Không lạnh á? Cứ kệ nó ạ, tí nữa thổi. Không lạnh luôn à? Bé. Quen rồi nhỉ? Đây này, em trai của Sinh này. Mặc một cái áo phông mỏng mỏng bên ngoài, một cái áo phông mỏng bên trong thôi. Chắc là các bé trên này cũng quen rồi. Ui, nhà chật chội quá các bác ạ. Vì khi mà mình vào á, ba người nhưng mà cảm giác mình xoay người như thế này cảm giác rất rất là khó luôn. Nhà này thì tầm khoảng là 6-7 mét vuông thôi các bác. Rất là nhỏ mà. Con biết mổ không? Con biết mổ con này không? Ừ, mổ về làm thịt. Nhỏ xíu mà cũng biết mổ con này rồi. Những cái ghế này mẹ tự làm à? Vâng. Ừ. Mẹ cũng giỏi đấy chứ. Thầy à? Cái gì cũng phải tự làm. Xem mẹ mổ như con này. Thế là mổ trước à? Vâng. Cô không phải là đốt trước rồi mới mổ à? À, hình như là mẹ mổ trước đấy. Sinh hôm qua là ai chở con đi về? Em về từ hôm, chắc là hôm thứ năm rồi ấy. Hôm thứ năm à? Vâng. Đi bộ về à? Vâng. Cứ đi bộ đi theo đường đi về đấy. Đi bộ về và đi theo đường. Đi hơn một tiếng hay là hai tiếng? Hơn hai tiếng. Hơn hai tiếng mới đến nhà. Vâng. Ồ, hôm thứ năm là về rồi. Thế về hôm đấy về có xin nghỉ không? Có. Có xin thầy cô nhà, cho nghỉ. Nhà trường cho về mới về. À, nhà trường cho về nghỉ Noel đúng không? Vâng. Giáng sinh. Nên là chú, thực ra thì chú nói chuyện với con là mẹ thì không có hiểu. Chú lúc nào chia sẻ với mẹ rằng là chú sẽ cố gắng nhờ các bác để giúp đỡ gia đình mình làm một cái căn nhà ở đàng hoàng hơn. Còn chắc chắn là mẹ đã về đây sống thì chắc là mẹ cũng thích sống ở bên này thôi, chứ không phải là không thích sống. Nhưng mà ngày xưa là mẹ vẫn dĩ ở đây đúng không? Vâng. Thế ông bà ngoại ở bên này à? Không, ông bà ngoại ở Bản Phò. Ở Bản Phò? Ừ. Thế sao như thế nào mà mẹ lại sống ở bên này? Mẹ đi là hai vợ chồng. Hai chồng. Chồng. Nhưng mà ngày xưa bé bé cơ, mẹ ở đâu? Bé ở đây. Bé ở đây là ở cùng. Ôi, nhưng mà sao là ở đây nhưng mà ông bà ngoại không ở đây, mẹ sao là ở đây? Em cũng không biết. Hỏi mẹ xem hồi bé mẹ ở đây với ai? Nhà. Yeah. Ấy là thì thọ gì? Có những cái gì nhỏ thì hả? Những gì? Những gì? Nhớ bị phát triển là cái lúc nó sẽ phát triển là cái bác sĩ là nhớ bị bệnh lỗi. Mẹ bảo là ở đây nhưng mà... Mất rồi à? Vâng. Ông bà ngoại mất hết rồi à? Vâng. Nhưng mà có bà thôi. Bây giờ bà vẫn còn đúng không? Vâng. Bà, nhà bà ở chỗ nào? Nhà bà ở Lâm Thàng. Ở đây nhưng mà chuyển sang. Chuyển đi rồi. Vâng. Chắc là hồi bé là cả ông bà đều ở đây nhưng mà ông bà cũng chuyển đi chỗ khác rồi. Vâng. Rồi bây giờ mẹ về đây, ta hỏi thử mẹ xem là nếu mà có mọi người giúp đỡ làm nhà thì mình làm ở đây hay là làm ở đâu? Chuyển khẩu về. Nhà. Thì là một hộ khẩu cho cõi
Dạ, có ở trẻ nhỏ, có ở ở nhỏ nó là có ở ở nhỏ từ hả? Ở nhỏ nó sẽ mở thì trở lại rồi nên nhớ nó là nó. Mẹ bảo là ở đây thôi. Ừ, để ở đây. Ở đây thì chắc chắn là chú cũng nghĩ là bởi vì mẹ đã lựa chọn ở đây rồi thì chắc là mẹ sẽ không đi ở nơi khác để mà làm nhà nữa. Đây cái bác này, thấy cô mổ cái con chuột. Bây giờ chỉ cần đốt qua như kia lông của bên ngoài á, cạo cạo sạch. Thịt chuột cũng là một trong những cái đặc sản mà ở bên Tây Bắc, thường là đặc biệt là cái mùa này các bác. Xin họp giấy kia có được giấy khen không? Không. Không á? Thế là tuần, mỗi tuần là tuần vừa rồi đi họp mẹ cho tiền không? Có, nhưng mà không, nhưng mà một tí mình đi học không có tiền. Ừ. Ở bên đấy có cần nộp cái gì không? Bởi vì con hộ khẩu của con ở bên kia thì nếu mà nhà trường bảo nộp tiền các thứ thì như nào? Ở trên kia thì chỉ nộp quỹ và quỹ lớp á? Và nộp quỹ và nộp cả quỹ. Vâng. Thế quỹ ai trả đi con? Em không biết. Nộp quỹ và nộp tiền sách giáo khoa. Ừ. Thế mỗi tháng hàng tháng là ai trả gửi cho con? Em không biết đâu. Không biết là mẹ cho ai trở về. Đấy, nhưng mà mẹ chắc mẹ thuê mọi người trở đi đúng không? Vâng. Thế là vẫn là mẹ tự lo hết. Vâng. Ôi dồi, khổ nhỉ. Mẹ phải lo hết từ những cái việc nuôi các con ăn học. Mẹ cũng một người mẹ rất có trách nhiệm với các con đấy. Nếu không thì bình thường như này mẹ vất vả mẹ sẽ không cho con đi học đấy. Mẹ có hay là bây giờ mẹ có cho không, hay là con muốn học nên là con bảo mẹ là cho đi học thôi? Mẹ cho, mẹ bảo là học từ lớp 9 thôi. Nghĩa là học xong lớp 9 đúng không? Vâng. Vậy em về thăm gia đình của bé Sinh một tí. Đây là nhà anh bên này đây à? Ở nhà anh. Vâng. Đây cái con mèo đang ngồi trông. Đây con mèo nhà con à? Không, ở trên kia nhưng mà nó về ở đây. Ừ, nó về đây trông ăn đấy. Nghe thấy mùi thịt chuột. Bây giờ mẹ có nguyện vọng là làm nhà mới chưa? Mẹ bảo là không có tiền thì 2-3 tháng nữa. 2-3 năm hay là 2-3 tháng? Em không biết 2-3 năm hay là không biết. Nghĩa là sửa lại á? Vâng. Nghĩa là ý của mẹ là muốn lập tôn hay là lập cái gì ở trên? Con hỏi thưa mẹ nè. Nhà ở nó có giờ ở chết chết là có giờ nhớ lúc cô nè. Nhớ nó không có cái gì có mất tiền nhớ này, nó nói gì nhớ có tiền nhớ này. Mẹ bảo là lập, mẹ bảo là làm nhà mới. Nghĩa là làm nhà mới luôn đúng không? Vâng. Nhưng mà phải thuê mọi người làm đấy trên này. Vâng. Chứ mẹ của mình thì không kiếm được, không đi kiếm được gỗ. Con gái thì phụ nữ thì nói chung là vác gỗ thứ là hơi khó một chút. Đấy, bây giờ gia đình con ba người ngủ chung cái giường này á? Vâng. Lúc nào con về là lại ngủ chung. Ừ. Có đầy đủ chăn đắp không con? Có. Ba người các bác ngủ trong cái giường là ở bên dưới là trống những cái cây, cái này là cây gỗ trống vào dưới thôi, cũng không có chắc chắn. Chỉ cả đóng đinh vào. Rồi bên dưới nền nữa. Thực sự rất là lạnh lẽo luôn. Mình nhìn phát là ra thổng, nghĩa là thủng ra ngoài luôn ấy. Nhà rất thấp các bác. Các bác thấy đã cái căn nhà ở bên, thế là ở bên trên là toàn bằng mạn. Rồi là mẹ của cháu Sinh á đi nhặn những cái cây gỗ nhỏ nhỏ
đáp lên ở bên trên để lúc gió là sẽ không có thổi bay cái tấm bạn này. Thực sự mà nói về hoàn cảnh thì mình thấy là vô cùng là tội nghiệp với mẹ con sống trong cái căn nhà rách nát như thế này, đặc biệt là mùa đông như này rất là lạnh lẽo. Nên là San cũng qua các video chia sẻ như này thì mong rằng là các bác sẽ đồng hành để cùng nhau giúp đỡ gia đình của cháu Sinh có một căn nhà, đặc biệt như cháu Sinh bây giờ đang học lớp 7 thì như San chia sẻ với các bác rằng là cháu sẽ học, cháu nói là cố gắng thì học hết lớp 9 thôi thì nghỉ ở nhà phụ giúp mẹ làm việc để nuôi em trai đi học. Nên là nếu mà được thì nếu mà được có duyên á, đồng hành các bác giúp đỡ thì chắc chắn sẽ cho Sinh đi học tiếp các bác nhá. Cho Sinh đi học tiếp chứ không phải là học đến lớp 9 thôi. Thường là thực ra thì vùng cao thì học đến lớp 9 cũng đi làm công ty mọi người cũng lấy rồi. Nhưng mà cái đó thì không phải mong muốn của mình cả các bác. Gia đình ngoài những cái con chuộn ra thì chắc là kiếm thịt cũng rất rất là khó. Các bác ạ, bây giờ mình xuống dưới này xem là cháu Sinh ăn xong cơm chưa. Nhà con ăn cơm chưa? Sinh ơi, nhà con ăn cơm chưa? Vừa ăn xong á? Thế con chuẩn bị đi học chưa? Nếu cậu chuẩn bị thì chuẩn bị rồi đi cùng chú luôn. Đi cùng chú luôn xuống đến chú chở đến trường luôn. Bây giờ đằng nào cũng tí đi phải đi nhờ đúng không? Thế con chuẩn bị hết đồ chưa? Đi luôn á? Thế bảo với mẹ đi. Bảo với mẹ là chú chở con đi xuống trường luôn. Là mẹ không cần lo. Vâng, con chở Sinh đến trường luôn cô nha. Không, tí nữa cho chú cho tiền Sinh đi học sao? Tí bảo mẹ là bây giờ không có tiền cho con đi học thì chú tí chú cho. Cái gì đấy? Chú xem nào. Cái gì đấy? Thịt chuẩn à? Để mang thịt chuẩn đi. Mẹ chắc không có tiền cho con đâu đúng không? Đấy, tí nữa chú cho nhé. Tí nữa con cho tiền. Vâng. Và cô ở lại mẹ khỏe nhé. Tí nữa chú cho con nhé. Thường là chắc là tuần này nếu mà mẹ không cho thì con cứ đi không thế. Không có thì mình cứ đi. Thế thì mình muốn mua dầu gội các thứ thì sao? Dầu gội thì mình không có. Nhờ à? Mượn tiền các thứ à? Ôi. Không. Sinh có đủ quần áo mặc không? Không thì xuống giày các thứ có chưa? Để ở trường à? Vâng. Thế con nhá, mai đi học nhá. Không có thì xuống đến ở dưới kia chú mua cho. Xem con thì năm nay lớp 7 thôi thì gọi bằng chú thôi. Chú gần 30 tuổi rồi nên gọi bằng chú thôi nhá. Các bác bây giờ đi cùng với cháu Sinh xuống dưới kia xem là Sinh còn thiếu thốn cái gì thì mình sẽ mua cho cháu Sinh đi học nhé các bác nhé. Sinh muốn lấy cái gì thì lấy. Chắc
cháu không biết được, cháu biết gia đình ở trên mông một thôi nên là chở bé, nghĩa là tiện thể thì tiện đường ấy, chở bé xuống dưới này họ luôn. Hôm muốn lấy cái gì xin? Dép á? Dép hay là giấy? Dép. Thế bảo chị tư vấn cho này. Chị tư vấn cho em xem lấy cái gì. Đây, lấy đôi tất đi cho đỡ lạnh nhé. Con cứ lấy đi, lấy tất các thứ đi cho đỡ lạnh. Không thích à? Cái này to lắm chứ con. Để to. Size 36 á? Cái này em đi vừa à? Cái này cháu đi vừa à? Bỏ ra thử xem. Bỏ ra cho cháu thử xem. Chú nhìn thì thấy hơi to, nhưng mà nếu mà lấy đôi này đi. Đôi này bao tiền đấy con? 50.000. Ừ. Con lấy gì nữa? Lấy cái gì nữa không? Xem là không có áo, lấy áo không? Lấy đi thì rồi tí nữa chú qua đây gửi tiền sao? Một cái áo... áo gió. Cái áo gió đúng không? Con lấy dạ gió hay là dạ gió? Đấy, chị lấy xuống cho. Áo đây to lắm không? Còn đây to. Bây giờ những cái mẫu này nó chỉ có kiểu dạng như mà to, càng to nó càng đẹp. Càng to càng đẹp à? Thế chú là không biết. Nghe con đem mặc thử. Đây, bỏ ba lô xuống ra đó mạng lên là được. Thế là bé này học trường dưới này chứ? Học trường dưới này. Nhà trên bản mông một ấy. Là bố mẹ chắc là ly hôn từ lâu rồi, nên là bây giờ mẹ lên trên đấy dựng được cái lều có 7m2 ở ba mẹ con ở đấy. Vâng. Mẹ thì không có ruộng, không có cái gì cả, cứ hàng ngày thì đi bấy chuộn rồi là xem mọi người làm thuê được cái gì thì làm thuê làm mướm để cho con đi học ấy. Đi học ở xã Ba Tần này, nhưng mà mỗi tuần không cho nổi 20.000 cơ. Yeah. Nếu mà cháu đạn vào vị trí thì sợ là không biết được mình có học nổi không. Con lấy cái này à? Ừ, cái này bao tiền đấy chú? Bán rẻ cho em. Vừa là cô lấy 108 thôi. 108 à? Vâng. Vậy khi đôi dép lấy bỏ vào túi cho em. Thế vào đây xem nhà cô, thế bút các thứ có đầy đủ không? Hả? Có. Không lấy sách vở gì à? Thế từ đây ra trường là ở chỗ nào? Trường chỗ nào? Ngay dưới này á? À, đây vào đây xem là có dầu gội các thứ lấy luôn đi. Đỡ phải. Vào đây xem nhà cô có dầu gội lấy luôn tí nữa đó phải lấy. Con hay gội dầu gội gì? Dầu gội nè, con hay gội nè. Thế lấy một dây này đi. Một dây hay hai dây? Lấy một dây à? Ừ, lấy một dây tạm. Để thế chú hỏi xem cô có tiền. Ngủ là ngủ ở trong này á? Ngủ tít ở dưới kia. Ừ. Thế chú bảo này à, chú lại gửi thêm 100 cho con tiêu tuần này nhá. Rồi là có gì thì
có gì khó khăn ấy, thì liên lạc qua cho chú qua cái số nick Facebook vừa nãy. Cứ họp ở đây cố gắng họp nhá. Có gì nếu mà chú vào đi chợ các thứ thì chú qua đây thăm con để chú alo lại cho con. Cố gắng họp nhá. Thế là con đi vào đây à? Thế nhá, để con đi vào đi. Đấy các bác, đây là xá của cô bé sinh, họp là cái trường này. Thì thể tiện đường cái chở cháu về đến đây. Sana chích một cả mua đồ cả cho cháu là 400.000 của cô Nhiên ở USA để cho cháu sinh đi họp nhé các bác. Các bác ạ, đấy vừa nãy cháu sinh thì đi vào trong ký túc rồi. Hôm nay thì các bác cũng có thể thấy là hoàn cảnh gia đình của cháu sinh, gia đình như thế nào, và với lại cái tinh thần hiếu học của bé. Về đến San cũng chở bé tiện đường á, chở bé về đến trường thì mua cho bé một đôi dép với một cái áo khoác nữa, rồi là cho bé thay hàng ngày á, rồi đưa cho bé 100.000 để tiêu trong tuần này. Thì con San xin trích của cô Nhiên ở Mỹ, cô đã gửi vào quỹ thiện nguyện Hoa Nắng Vùng Cao là 400.000 để gửi cho bé. Thì qua video này rất là mong các bác, cô chú, anh chị tiếp tục đồng hành và để giúp đỡ một chút gia đình của cháu sinh. Thứ nhất là làm nhà, sửa sang lại ngôi nhà hoặc làm cái nhà mới. Thứ hai là nếu như được thì có duyên thì giúp cháu sinh có tiền ăn học hàng ngày nhé các bác. Hôm nay tạm dừng video ngắn tại đây thôi. Hẹn các bác, cô chú, tất cả mọi người trong một video clip gần nhất của